Case PC đồng bộ này sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây là một Case PC đồng bộ mang tên là RG G15CF, một phiên bản mới toanh hoàn toàn. Và dạo gần đây Asus họ cho ra rất là nhiều những cái Case PC đồng bộ khác nhau. Trước đó đã có một cái Case mà anh Bình đã làm một cái video cho các bạn coi rồi á, và đây là một cái phiên bản thứ hai sử dụng không phải là CPU AMD mà ngay bây giờ đã là CPU Intel. Cùng nhau coi thử sản phẩm này có gì hấp dẫn nha. Nếu như bạn đã từng coi một cái clip trước đó mà anh Bình đã review qua con mà G35DX á, thì có thể thấy á, là cái case kia nó to hơn cái con này rất là nhiều. Cái case này nó không hề to như vậy, nó chỉ là một cái form factor mid tower tiêu chuẩn thôi. Cho nên là nếu như nhìn vào ngay từ bên ngoài thì cái vỏ case nó cũng không có quá nhiều thứ để nói, chỉ có một vài những cái đặc điểm các bạn có thể nhìn thấy được bằng mắt ha. Đầu tiên đó chính là có một cái tay cầm để mà các bạn có thể mang đi mang lại cái case của mình ở khắp mọi nơi mà các bạn muốn. Trong quá trình mà mình vác cái case này từ nhà lên trên công ty á, nó cũng rất là tiện và nó giúp cho mình khi mà mang và di chuyển như vậy á, nó dễ dàng hơn. Thì đây cũng là một cái đặc điểm. Cái thứ hai đó chính là ở ngay cái phần front của cái mặt case á, thì sẽ có một cái dải led chạy xéo, cho nên là nếu như các bạn customize ở trong phần mềm Ampere Red á, nó cũng sẽ đồng bộ thông qua cái led này. Và cái thứ ba là ở trên ngay mặt trước có một cái giá che tai nghe ha. Nó nhìn có vẻ là hơi sụp xịt và yếu, nhưng mà thật ra là mình có thử che tai nghe rồi thì nó vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó. Cho nên là nhìn về tổng quát cái case này không quá nhiều thứ để nói. Tất cả những cái như là airflow hoặc là tất cả những cái như là về các cái vị trí đặt main này hoặc là bố trí fan vân vân, nó đều như một cái case PC tiêu chuẩn, chỉ khác là một số đặc điểm vừa nêu trên. Thứ hai là nói riêng về cái phần fan và led thì ở trên cái case này ha, thật sự là nếu như các bạn sử dụng nó ở trong một cái điều kiện mà tắt hết tất cả đèn á, thì các bạn sẽ thấy là nó hơi thiếu led và nó hơi tối. Dành cho những bạn nào mà mua một cái case PC cao cấp mà sử dụng cấu hình đâu đó là khoảng RTX 3070 như thế này á, thì đáng lý nha, nó phải có nhiều led hơn. Và có một cái mình cũng hơi khó hiểu, đó chính là Asus họ chỉ trang bị ở trên cái case này nè, toàn case đúng duy nhất một cái fan. Và nó là cái fan để mà hút gió ra ngoài sau thôi. Nó không có fan ở ngay mặt trước, nó cũng không có fan ở trên nóc case. Thành ra là nếu như các bạn mua về á, chắc chắn các bạn sẽ phải lắp thêm. Và có một cái hơi thắc mắc nha, là về phần led á, Asus họ có bố trí cho các bạn là hai cái cọng dây led ở trên này và ở mặt trước này. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là cái hệ thống Armory Grade của Asus và cái hệ thống đồng bộ led của Asus á, nó sync led gần như là tốt nhất trên thị trường ngay thời điểm này rồi. Nhưng mà Asus họ không cấp thêm fan led, thành ra là chúng ta không thể tận dụng được ngay những cái yếu tố đó. Cho nên là nếu như các bạn có mua về á, thì các bạn bắt buộc phải mua fan. Và nếu như được ha, các bạn hãy mua những cái fan có hỗ trợ ARGB nằm mà ghim thẳng ở trong main để hỗ trợ luôn những cái phần mềm đi kèm. Và có một điểm nữa các bạn cũng cần phải lưu ý á, đó chính là cái fan này nè, thật sự nó kêu rất là ồn. Nó ồn lắm, khi các bạn vừa bật máy lên sẽ nghe ngay một cái luồng gió vù 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 vù. Hoặc là khi mà các bạn load nặng thì cái fan này nó cũng sẽ quay rất là vù vù, rất là ồn ha. Thì lát nữa mình cũng sẽ nói kỹ hơn về cái yếu tố giải nhiệt cho các bạn cùng tham khảo. Phân tích thêm về yếu tố CPU nè, cái này mới đặc biệt và thú vị nè, tại vì cái cuối cùng chúng ta mua cái máy này về nó vẫn chỉ là quan tâm nhất là vấn đề về hiệu năng thôi. Những yếu tố như là fan hoặc là vỏ case đều là những yếu tố thêm thắt. Vậy thì hiệu năng thực tế của nó như thế nào? Đầu tiên chúng ta cùng nhau nhận định về CPU. CPU ở trên máy được trang bị sẵn ở trong cái case G15CF này đó chính là một con i7-12700F. Thành ra là cái hiệu suất sử dụng của cái case này, nếu như nói riêng về con CPU nha, thật sự là rất tốt rồi. Và cái mainboard ở trên cái máy này nó mang một cái mã hiệu nha, mình coi ở trong CPU Z á thì nó báo cho mình cái mainboard mã hiệu là Asus G15CF luôn, chứ nó không có để bất cứ những cái model nào ở trên này cả. Và ở trên cả trang spec của Asus mình thấy là cũng không có. Và sau những cái thông tin mà mình tìm hiểu được á, thì đây chắc chắn 100% là con NB660. Thành ra là các bạn sẽ không thể ép xung CPU được ha. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải biết trước. Và mình đã thử test con CPU này với cái phần mềm đầu tiên, đó chính là Cinebench R23, thì ở chế độ multi-core, cái kết quả nó trả ra khá là đáng thất vọng. Tại vì sao là như vậy? Chúng ta có được cái điểm số đa nhân nha, tổng quan sau cái lần chấm á, đó chính là 15.328 điểm.
điểm xung nhịp CPU á, tại vì nó có hai nhân là nhân P-core và nhân E-core. Thì cái nhân P-core của nó là 3.2 GHz tức là mức xung ha, và E-core là 2.6 GHz. Điện năng CPU khi này ăn á, chỉ là 65W và nhiệt độ CPU là 78 độ C. Thì cái mức xung này và mức điện năng tiêu thụ này là hoàn toàn rất thấp so với cơ bản và bản chất của con CPU. Tại vì sao? Tại vì nếu như các bạn để ý á, ở ngay quá trình mà các bạn vừa bắt đầu chấm một cái, con CPU nó sẽ loát lên 99 độ C. Nó loát lên đỏ lè luôn 99 độ C, tại vì cái fan này nè, nó không đủ để kéo con CPU. Thì thành ra là hệ thống nó phải load xuống một mức xung vừa phải để cái tảng này nó có thể gánh được con CPU đó. Thành ra là khi mà bạn sử dụng á, các bạn sẽ phải chấp nhận cái việc á là chúng ta bị bóp đi một nửa hiệu suất luôn. Tại vì sao? Tại vì trước đó mình đã test cũng là con CPU 12700F này với một cái main khác là main B660M Plus Wi-Fi D4. Thì ở trên cái kết quả test đó của mình á, cái điểm số đa nhân nó cho ra tới tận là 21.223 điểm xung nhịp CPU nha. P-core là 4.5 GHz và E-core là 3.6 GHz. Tức là thậm chí cái E-core ở trên cái bài test cũ của mình nó còn cao hơn cả P-core của cái bài test này. Và ở trên đó thì mình sử dụng một cái tảng khá là cùi bắp của ID Cooling, một cái tảng giá rẻ là khoảng đâu đó 800.000 à. Thành ra là cái hiệu quả sử dụng nó còn tốt hơn. Và cái điện năng CPU khi này á, nó lên tới 135W nha. Và nhiệt độ CPU khi này chỉ là 77 độ C. Tức là có thể dễ dàng thấy so với cái mức 135W ở trên bài test cũ của mình và ở trên cái máy này chỉ là 65W á, thì nó bị bóp điện đi rất là nhiều. Nó tạo ra một cái cảm giác là chúng ta không thể tận dụng được tối đa sức mạnh con CPU bởi chính cái tảng stop này. Vậy nên á, nếu như các bạn có mua bộ máy này về, việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là nâng cấp ngay về hệ thống giải nhiệt cho chính con CPU, sẽ giúp cho cái hiệu quả sử dụng nó tốt hơn rất là nhiều. Thứ hai đó chính là GPU ở trên máy. Thì ở trong cái case này ha, G15CF các bạn được trang bị hẳn một con RTX 3070 Dual. Nhưng mà lưu ý nha, đây không phải là phiên bản OC, nó chỉ là phiên bản base thôi. Thì thành ra là ở trong một số những cái game test và ở trong một số những cái bài benchmark của mình thì mình dễ dàng thấy á, là cái xung nhịp của con GPU này nè thì nó sẽ chạy lên quanh đâu đó khoảng 1.8. Nếu như các bạn có phiên bản OC á, tức là phiên bản nó ép xung sẵn á, thì cái xung nhịp sẽ cao hơn chút xíu, nó sẽ lên đâu đó khoảng gần 1.9 cơ. Còn cái phiên bản này nó chỉ là base thôi. Thì thành ra đây là một cái mức chấp nhận được rồi. Còn nếu như các bạn quan tâm là nhiệt độ của con GPU nó có cao hay là không thì trong suốt cả quá trình test luôn mình thấy là nó chỉ rơi vào loanh quanh đâu đó khoảng 70 độ C thôi. Tức là cái airflow ở trong case á, nó không tệ. Nó khiến cho cái khả năng giải nhiệt của con GPU là tương đối tốt rồi. Thành ra là khi các bạn có chơi game á, thì cái các bạn cần quan tâm nhất á, chính là về cái fan cho con CPU thôi. Còn nếu như các bạn lo lắng là con GPU nó bị nóng á, thì hoàn toàn là không có. Thành ra là nhìn chung á, là cái con GPU ở trên cái máy này nó hoạt động tốt và đúng hiệu suất của nó. Và liền tiếp theo đó chính là chúng ta nói với nhau về cái cặp RAM đang có ở trong cái máy này. Thì các bạn dễ dàng thấy nha, đây là một cái cặp RAM đến từ SK Hynix và nó sử dụng cái năng nhớ của Hynix luôn. Thì thành ra là mình thấy á, là nó cũng ok xét về dung lượng RAM nha. Mỗi thanh là 8GB DDR4 bus 3200, tức là hai thanh đang hiện tại là các bạn đang có sẵn là 16GB RAM và ở bên trong á, nó còn dư thêm 2 slot. Thì cái mainboard này sẽ cho phép các bạn nâng cấp tối đa là 64GB RAM. Cho nên là nếu như các bạn muốn, các bạn hoàn toàn có thể lắp lên cái mức 64GB để chạy cho nó ngon. Thì cái vấn đề duy nhất của cặp RAM này á, đó chính là nó có cái cache latency hơi cao. Cache latency rơi vào mức là 22 lần chứ không phải là 16. Tại vì nếu như các bạn mua những cái cặp RAM khác ngoài thị trường ha, thì hiện tại như GVN đang bán một số những cái cặp RAM đang có sẵn á, thì kể cả cái chip RAM DDR4 3200 thấp nhất hiện tại luôn, tức là rẻ nhất hiện tại luôn, thì nó cũng đã có cache latency là 16. Nhưng mà con này tới cách 22 lần. Nhưng mà nếu như các bạn xét chung về thị trường, các bạn sẽ thấy một cái câu chuyện đó chính là hầu hết tất cả mọi cây PC đồng bộ khi mà OEM họ bán cho bên phía hãng, tức là ví dụ bán cho Asus, bán cho HP, bán cho Lenovo, bán cho tất cả mọi hãng luôn, thì cái cách latency nó đều cao. Thành ra thì đây không phải là tình trạng hy hữu, mà nó đã là như vậy rồi, bản chất là như vậy rồi. Cho nên là nếu như các bạn nào mà quá quan tâm tới cache latency á, các bạn có làm một số những cái công việc chẳng hạn như là render hoặc là export file á, hoặc là các bạn đang làm những cái dự án vân vân á, thì các bạn mới cần phải quá quan tâm. Còn nếu như các bạn chỉ áp dụng vào gaming thôi á, thì cái cache latency nó thậm chí là không ảnh hưởng tới hiệu suất gaming của các bạn. Liên theo đó là đánh giá về SSD ở trên máy. Thì cái SSD đang sẵn có chúng ta đây á, là với cái dung lượng là 500GB rồi, cho nên là nhìn là khá ngon ha. SSD ở trong này nó sử dụng một cái SSD của Micron. Và đối với Micron thì họ làm SSD mình thấy là trước giờ là vẫn ok. Cái mã hiệu của nó là các bạn đang thấy trên màn hình nè, nó có mang cái mã hiệu là MTFDKBA512TFH. Thì đây là một con SSD PCIe 4.0. Thành ra là cái tốc độ và hiệu suất của nó là ổn nha. Và nó đang sử dụng cái năng nhớ là TLC. Thành ra là khi mình sử dụng ở trong quá trình mà mình xài, mình thấy là nó rất ngon. Mặc dù là ở đây nè các bạn đã thấy, một cái bài bench của mình thông qua phần mềm là Crystal Deepmark, thì mình đã lưu trữ lên tới 80% dung lượng của ổ SSD, nhưng nó vẫn cho ra cái tốc độ rất là nhanh. Nó rơi vào đâu đó mình nhớ là khoảng 6.400 MB trên giây đọc ghi tuần tự. Cho nên là nếu như nhìn chung về cái tốc độ SSD này là ổn ha. Tất cả những cái chuyện như là mình giải nén file, mình xuất file, mình copy, mình mở máy, mình
mình mở game, tất cả đều load rất nhanh, cho nên là cái SSD sẵn có trên máy là ngon rồi. Nhưng mà ngoài ra thì mình thấy là ở trong cái case này nó vẫn còn dư thêm một slot M2 và rất nhiều những cái slot SATA ở bên này. Nên là nếu như các bạn muốn nâng cấp thêm dung lượng về SSD hoặc là HDD thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Về phần cổng IO thì bởi vì đây bản chất là một con MB660, thành ra là ngay bên trong nó có rất là nhiều những cái option về cổng IO cho các bạn. Các bạn có tất cả mọi cổng ăn chơi mà các bạn muốn, từ USB 2.0 tới USB 3.0, rồi đến cả là DisplayPort cũng có, HDMI cũng có, AudioPort cũng có, rồi cái cổng đó mà gắn cái anten Wi-Fi cũng có luôn, và kể cả là cái cổng LAN để cắm ra audio cũng có luôn. Thành ra là tất cả mọi cái thứ cổng ăn chơi các bạn đều có. Và đặc biệt nha, con này có hỗ trợ LAN 2.5G. Thành ra là nếu như các bạn không chỉ là muốn gaming mà các bạn còn muốn là sử dụng với các cái ổ NAS trong gia đình hoặc là trong công ty á, thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Thành ra là về cổng IO trên cái máy này á, là rất ngon rồi, các bạn không cần phải lăn tăn. Và nói thêm một chút xíu về cái app Armoured Red ở bên trong của cái máy này được cài sẵn ha, thì mình có liên hệ với một số những anh em làm dev, làm kỹ thuật ở bên phía Asus á, thì có hỏi là cái Armoured Red này nè, nếu như mà em cài ở trên một số những cái mainboard hoặc là card màn hình của Asus bình thường, hệ thống bình thường, thì nó khác gì với lại cái đang có ở trong cái máy này? Thì anh em họ có nói là thật ra mà để custom được á, ở mức độ chuyên sâu á, thì các bạn sẽ phải custom từ phía nền BIOS, tức là các bạn sẽ phải dev từ nền BIOS luôn nó mới ra được một cái giao diện giống như thế này. Thì cái khác biệt nằm ở chỗ Armoured Red ở trong cái máy này thì cho phép các bạn chuyển đổi giữa những cái chế độ khác nhau, từ Silent lên tới Palette, hoặc là lên Performance, hoặc là Turbo, hoặc là thậm chí các bạn có thể Manual nó để custom được những cái hiệu suất bên trong của máy. Nó giống như cái giao diện mà các bạn điều chỉnh Armoured Red ở trên những cái laptop vậy đó. Cho nên là nếu như các bạn muốn có một cái can thiệp sâu như vậy vào trong hệ thống, rồi có thể chỉnh được những cái fan LED hoặc là tất cả những cái hiển thị thông tin đồng bộ vân vân, thì phải sử dụng cái máy này nó mới có được. Về nhìn chung nha, tổng quan lại về case PC ROG G15CF là một cái sản phẩm thú vị. Đương nhiên là vẫn có những cái vừa ý mình và những cái chưa vừa ý, và những cái mình cảm thấy nó là điểm mạnh thì bao gồm như là: đầu tiên là cấu hình máy thì rất cao, đúng so với giá thành bỏ ra là khoảng 46 triệu. Thứ hai là được đồng bộ và hỗ trợ tốt trong chính phần mềm chính chủ, đó chính là Armoured Red. Thứ ba là build cơ bản là đã tốt rồi, chỉ cần tối ưu thêm để cho lại hiệu suất tối đa. Tuy nhiên vẫn có một số những cái điểm mà mình nghĩ là sản phẩm nên được cải thiện cho ít nhất là phiên bản lần sau, đó chính là nên có sẵn đầy đủ fan, ít nhất là 2 đến 3 fan trước và khoảng 2 fan ở trên nóc. Thứ hai đó chính là tản nhiệt đi kèm cho CPU thì nên tốt hơn để khai thác tối đa hiệu năng. Và thứ ba đó chính là RAM đi kèm thì cũng nên tốt hơn để có một cái giải pháp sử dụng tốt hơn dành cho người dùng cuối. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi, và đây là bài đánh giá chi tiết về ROG G15CF. Rất tiếc là sản phẩm này hiện tại đang không kinh doanh tại GVN, nên là nếu như các bạn muốn mua thì phải lên chính trang chủ của Asus. Mình cũng sẽ để một cái link phía bên dưới ha, để các bạn cùng tham khảo qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em. Rồi, ok. Trong này không có LED, hơi tối ha, thiếu fan. Mình là hơi buồn một chút. Rồi, end.